Các bạn thân mến, quay trở lại cùng với My Bus Your Show. Và bây giờ đây thì chỉ còn một thử thách nữa thôi. Phan Mạnh Quỳnh sẽ bước xuống chuyến xe của chúng ta. Ở thử thách này là một cuộc gọi thần thánh. Nhiệm vụ của anh Quỳnh là sẽ có một cuộc gọi. Ở đó sẽ là một lời cảm ơn, một lời chúc mừng đến một người bạn hay là một người nào đó đặc biệt trong cuộc đời của mình vì đã đồng hành với mình trong suốt một khoảng thời gian vừa qua. Hoặc thứ hai là có thể troll một người nào đó, một người bạn của mình hay là ai đó. Em thì em có nghĩ một cái content sẵn cho anh Quỳnh, thì em chỉ gợi ý thôi nha. Không biết mình có dám làm hay không. Là anh Quỳnh hãy gọi điện thoại cho bà xã và nói rằng là anh muốn MV sắp tới sẽ đóng chung với nữ chính, nhưng anh không nhờ bất cứ một ai đóng nữa. Thì bà xã có đồng ý hay không? Tại vì em có nghe nói trước đây là khi mà anh Quỳnh quen với bà xã cưới vợ thì anh Quỳnh cũng nói rằng là sau này Quỳnh chỉ là người đứng hát kể câu chuyện thôi, chứ không có đóng chung với một cái bạn nữ nào hết. Có những cái cảnh ân ái hay là hôn này nọ thì sẽ không có nữa. Thì ngày hôm nay là một cái thử thách mà em idea, em gợi ý thôi. Còn chuyện mà anh muốn làm thì làm, còn không thì anh làm một cái điều khác, tùy anh Quỳnh. Ok, gọi cho vợ. Rồi, nói có câu chuyện đó luôn. Rồi bây giờ gọi luôn ha. Gọi nhớ mở ra ngoài nha. Gọi thường hay vậy theo? Rồi, gọi thường thôi, nghe tiếng là được rồi. Bà xã Quỳnh đợt này anh ngủ thôi. Vì là tháng thứ 6 rồi và bụng to rồi mà. Rồi. Alo. Alo. Anh nói cái này nha. Alo. Sắp tới MV sắp tới chắc đóng với bạn nữ nha. Alo. MV sắp tới sẽ đóng với bạn nữ nha. Cái gì đó? Được không? Ủa sao tôi hỏi vậy? Thì do là kiểu như là các bạn fan họ nói không thấy đóng để mà tương tác với các bạn diễn viên để cho nó đúng á, chứ đứng hát không thì ai cũng hát vậy. Thì em thấy sao? Em nghĩ cái này không có bạn nữa. Em không bạn nữa. Vậy là bị chốt hạ đúng không? Thế bây giờ thôi không đóng với từ đây trở đi là kết thúc ha. Kết thúc Ok, đang làm thử thách mà ơi. Đang làm phỏng vấn thử thách. Ok nha. Ăn cơm chưa? Chưa. Ok. Rồi. Em nghe thấy không? Bữa nay cái này còn gì đâu nữa mà phải bàn. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không được hay là được? Cái này không, tức là anh thống nhất với bà xã là từ nay anh sẽ không đóng với bạn nữ mà cần phải tương tác nữa. Thì giống như là mình mặc định rồi. Sau này thì ví dụ co xuất hiện thì chắc lướt lướt qua hay là gì đó thôi, chứ không có kiểu như là tương tác vật lý với bạn, với bạn nữ. Thì anh nói thôi cái gì còn gì nữa vẫn phải bàn. Tức là khỏi nói nữa đi. À, có nghĩa là không có cần phải nói tới cái chuyện mà là xuất hiện với bạn nữ nữa luôn á. Đừng không nói cho nữa. Luôn, cho. Hãy quên cái nhưng điều mà, đó đi. Nhưng mà tại sao hồi đó lại có cái lời hứa đó với lại bà xã của mình? Thì phụ nữ lý do là sao? Thì phụ nữ họ hay đôi có những người họ sẽ ghen, có những người ghen ở cái mức độ nào. Thì thấy đóng với bạn nữ thì không thích, xem thì không thích, bởi vì nó cứ xem video thấy hoài à, cho nên là không thích. Và thì mình nói xong rồi chiều vợ luôn. Mình nói thì thôi cũng được, bởi vì mình cũng không phải lúc nào cũng cần phải đóng mà, có nhiều cách để thể hiện MV, cho nên là ok. Wow, vỗ tay. Đúng là ông chồng rất là yêu thương vợ của mình ha. Mà công nhận hồi nãy lúc mà vừa mới nghe nói chuyện đó xong, thấy bà xã nó kiểu như bất ngờ, kiểu như im lặng vài giây luôn. Ủa cái gì vậy? Thế mới nói. Dạ, cảm ơn Phan Mạnh Quỳnh rất là nhiều. Hôm nay đã có những chia sẻ và những câu chuyện rất là thú vị cùng với My Best Your Show. Và một lời nữa thôi, anh Quỳnh sẽ muốn chia sẻ gì với tất cả các bạn khán giả, các bạn fan đã luôn luôn ở bên cạnh anh Quỳnh?
Thì như Quỳnh vẫn hay nói là bởi vì Quỳnh đặt tên cộng đồng fan là family, thành thử ra cách kiểu một gia đình thì họ đi với nhau đôi khi không phải lúc nào cũng nhiều hoạt động, mà đôi khi họ cứ nghĩ về nhau, họ có cái gì đó kết nối với nhau. Và Quỳnh với cộng đồng fan thì xưa nay cứ thế thôi, cứ rất là bình lặng, không có nhiều hoạt động, nhưng mà mình biết là trong đó có nhiều người họ hiểu được âm nhạc của Quỳnh rồi, họ hiểu đến những gì Quỳnh viết, và khi họ chia sẻ ra những cái lời bày tỏ diễn dài về ca khúc, mình còn rất là ngạc nhiên. Cho nên là Quỳnh, mỗi người nghệ sĩ thì lúc nào cũng cũng cần những người mà trong cộng đồng của mình hết, trong cộng đồng fan mình hết, trước khi đến với âm nhạc của những người mà không phải những người mà đồng hành với mình nhiều, thì họ phải, những người đồng hành với mình họ phải yêu được một phần nào đó đã. Cho nên là Quỳnh hy vọng anh em chúng mình vẫn tiếp tục có thêm những sản phẩm âm nhạc mới. Những gì mà Quỳnh gửi gắm trong nghệ thuật thì vẫn mong là mọi người tiếp tục đồng hành và lan tỏa. Vỗ tay. Xin là cảm ơn fan Quỳnh rất là nhiều. Và cũng chúc cho anh Quỳnh sẽ ngày càng thành công hơn nữa. Năm nay sẽ có nhiều sản phẩm big hit thể hiện sự đa dạng hơn của anh Quỳnh. Và chúc cho gia đình của mình sẽ yêu thương nhau và luôn luôn có những cái điều đáng yêu như vừa rồi Huy vừa thấy với một cuộc gọi với bà xã của mình. Và cũng chuẩn bị tinh thần để đón baby đầu lòng với rất nhiều những cái niềm vui. Vậy mình cũng sẽ có bỡ ngỡ đó, nhưng mà cùng vợ cùng chồng thì mọi thứ cũng sẽ vượt qua được thôi. Cảm ơn Dạ, Huy. xin cảm ơn anh rất là nhiều. Và quý vị khán giả thân mến, đến đây thì My Best Show cũng đã đến trạm dừng rồi. Và Huy cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với chương trình. Và cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng ta, đó chính là vào lúc 20 giờ thứ hai hàng tuần trên các nền tảng của báo Thanh Niên, thanhniên.vn, fanpage báo Thanh Niên và kênh YouTube IHTV. Còn bây giờ thì Quang Huy và anh Phan Mạnh Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.